chiến sĩ nghĩa vụ trả lại 80 triệu đồng cho người đánh rơi. Một chiến sĩ nghĩa vụ công an tỉnh Hà Tĩnh nhặt được 80 triệu đồng đã tìm cách liên hệ để trả lại cho người đánh rơi. Sáng ngày 21 tháng 9, công an phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục bàn giao lại tài sản cho người đánh rơi do anh Trần Hữu Phong nhặt được. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường thuộc địa bàn phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, anh Trần Hữu Phong, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một ví da màu nâu nằm ở bên đường. Qua kiểm tra, bên trong ví có 80 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, anh Phong đã phối hợp với công an phường Nguyễn Du xác minh, liên hệ để trả lại người đánh rơi. Công an phường Nguyễn Du đã tìm được chủ nhân số tài sản trên là anh Ngô Ngọc Thành, sinh năm 1990, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Anh Thành cho biết, trong quá trình tham gia giao thông đã sơ ý đánh rơi số tài sản của mình.